Xin chào mọi người, thì ngày hôm nay em có một cái đơn hàng từ Shopee ha. Cái này giúp chúng ta là lắp trên những cái chiếc gương xe ô tô nè. Thực tế đã lắp đặt ở đây ha. Cái công tác lắp đặt nó rất là đơn giản, bởi vì là nó, cái cơ cấu của nó nha, là nó hít vào kính, chúng ta chỉ cần dán vào thôi. Thì ở đây nè, cái cơ cấu nó hít bằng cái này ha. Có viền ha, loại này có viền, và chúng ta có những cái loại không viền. Thì tùy chúng ta mua loại nào thì chúng ta mua nha. Nên mua cái loại có viền này để nó bảo vệ cái gương này nó được tốt hơn, giúp chúng ta là quan sát được những cái điểm mù trên xe ô tô, tức là chúng ta có thể là chỉnh qua để chúng ta là quan sát cái góc bên này, hoặc chúng ta chỉnh sâu xuống để chúng ta là quan sát ở cái thân xe của chúng ta ha, thấy được cái vệt bánh xe để chúng ta là điều khiển xe nó được an toàn hơn nha. Rồi cái link mua hàng em để dưới cái phần mô tả video, mọi người ấn vào đặt hàng, shipper cho đến tận nhà cho mình nha. Đừng quên đăng ký kênh em và cho kênh em một lượt like. Xin chào.